rất dày vò. Một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngài ở đâu tôi đến gặp Ngài? Ngài ở đó nơi nhà châu vắng, sáng sớm chiều hôm mong tôi ở lại. Ngài ở đây ánh đèn chiều khuya, tôi nghe Ngài gọi hạnh phúc từ đây. Một cõi lòng say dứt dày vò, một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngài ở đâu tôi đến gặp trên đôi tay ngọc ngà, xin đơn
khuyên của thầy cô. Có lẽ con sống sợ cho ngoan học hành khi chết, trong muôn nhân thân thờ, trong tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng trên đôi tay ngọc ngà. Khâm sứ là ai? Đại diện cao nhất của Đức Giáo Hoàng ở bất kỳ nước nào được gọi là khâm sứ hay còn được gọi là sứ thần. Thật ra, Ngài đại diện cho trung tâm quản trị của Hội Thánh là Tòa Thánh. Khâm sứ nghĩa là người liên lạc, bởi vì Ngài đại diện cho Đức Giáo Hoàng là người kế vị các tông đồ, nên còn được gọi là Đại sứ Tòa Thánh. Thông thường, khâm sứ là một tổng giám mục, nhà ở và nơi làm việc của Ngài được gọi là Tòa Khâm Sứ. Trong Hội Thánh, nhiệm vụ hàng đầu của Khâm Sứ là giữ liên lạc thường xuyên giữa Hội Thánh địa phương và các cơ quan của Đức Giáo Hoàng ở Roma, các bộ và hội đồng. Ngài thông báo cho Roma những gì xảy ra ở Hội Thánh địa phương và truyền tải tin tức từ Roma cho tất cả các giám mục địa phương. Một nhiệm vụ rất quan trọng của khâm sứ là góp ý kiến cho Đức Giáo Hoàng về việc phong chức các giám mục ở nơi mà Ngài đang thi hành sứ vụ.
Khâm sứ biết rõ tình hình địa phương bởi vì Ngài sống ở đó và liên lạc với nhiều người trong cũng như ngoài hội thánh. Trên thế giới. Thứ đến, Khâm sứ là đại sứ của tòa thánh ở đất nước mà Ngài đã được sai tới. Ngài giữ mối quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và các vị đứng đầu chính phủ nước đó. Hiện nay, tòa thánh có quan hệ ngoại giao chính thức với 180 nước. Thỉnh thoảng, chính phủ địa phương mời khâm sứ giải thích hoặc chú giải một số tuyên bố hoặc quyết định của hội thánh. Thỉnh thoảng, hội thánh cũng mời vị đại sứ ngoại giao, thường là những người sống ở Roma, đến tòa thánh cùng một mục đích như trên. Những nhà ngoại giao của tòa thánh, mặc dù không phải khâm sứ, đại diện cho Đức Giáo Hoàng ở những tổ chức quốc tế quan trọng như là Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Liên đoàn Ả Rập. Làm thế nào để trở thành khâm sứ? Học viện Giáo Hoàng ở Roma là nơi đào tạo các nhà ngoại giao của hội thánh. Hầu hết sinh viên các linh mục triều được các giám mục cử đi học giáo luật và ngoại giao quốc tế. Sau nhiều năm học tập, vị linh mục đó được bổ nhiệm đến một tòa khâm sứ nào đó trên thế giới. Sau khi làm việc tại nhiều quốc gia như là điều kiện thứ hai, thì linh mục này sẽ được bổ nhiệm làm khâm sứ. Vậy, một khâm sứ là người giữ liên lạc giữa Đức Giáo Hoàng và hội thánh ở một nước nào đó. Ngài cũng là đại sứ của tòa thánh đến đất nước đó. Làm thế nào để một người trở thành giám mục? Nhiệm vụ quan trọng của khâm sứ là tư vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc bổ nhiệm một giám mục mới ở nơi Ngài đang coi sóc. Khâm sứ phải đảm bảo rằng Ngài có đầy đủ thông tin về tất cả ứng viên. Nếu cần tấn phong một giám mục mới, Đức Giáo Hoàng sẽ yêu cầu khâm sứ đưa ra một danh sách ba ứng viên hay còn gọi là bộ ba đề bạt. Các chỉ tiêu chủ yếu là đức tin cá nhân và sự thánh thiện của ứng cử viên. Nhưng phẩm chất con người của các vị này cũng rất quan trọng. Đầu tiên, khâm sứ sẽ hỏi các giám mục địa phương đưa ra một danh sách ba ứng viên. Ở một số nước, hội nghị giáo phận có quyền gửi danh sách này dựa trên những đề cử này. Sau đó, khâm sứ sẽ đưa ra bộ ba đề bạt của Ngài. Ngài sẽ gửi cho bộ giám mục, nơi sẽ cho Đức Giáo Hoàng những lời khuyên để có một ứng viên tốt nhất. Đức Giáo Hoàng luôn luôn tự do để thay đổi nếu Ngài thấy có một ứng viên tốt hơn. Sự khác biệt giữa linh mục triều và linh mục dòng. Những linh mục thuộc giáo phận được gọi là linh mục triều. Bề trên của họ là giám mục. Vào ngày thụ phong, những linh mục triều hứa sẽ giữ đời sống độc thân và vâng lời giám mục của họ. Phần lớn các linh mục triều thuộc về giáo phận nơi họ được thụ phong cho đến cuối đời. Họ sống một mình hoặc với những linh mục khác và thường làm việc trong một giáo xứ. Các linh mục thuộc về một hội dòng được gọi là các linh mục dòng, bởi vì họ vâng theo những quy tắc của hội dòng. Họ khấn giữ đời sống độc thân và vâng lời bề trên. Họ còn khấn sống khó nghèo, họ hứa không giữ của riêng và chia sẻ mọi thứ với những thành viên trong hội dòng. Sau tên của họ là chữ viết tắt của hội dòng như OSB, OFM, SA hoặc SDB. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ suy niệm kinh Mân Côi năm sự thương. Và trong giờ kinh này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, quý vị ân nhân của hội kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời, và hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến thánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn,
hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, con xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo thần khí bước trong bình an. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn hiệp nhất muôn lòng. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu trên vì con mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Năm sự thương thứ nhất, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi mau. Ta hãy xin cho được ăn năn tội lên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thương đau giữa vườn dâu, Chúa ơi sao thắm sâu, lòng con đầy quyết ngày ngày không than tội lỗi này. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được ham mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Kìa ai đang đánh đòn người Chúa Trời với giữa trời, lòng con theo bước người là quyết hy sinh hăng mình. Ave, Ave, Ave.
Thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đổi mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thế lương giữa người, người máu gai che mất Ngài. Lòng con tin bên người chịu khó khăn khi sỉ nhục. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ bốn, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Thầm xa cao ngất trời là Chúa tôi xin vâng vào, lòng con xin với người là bước theo chân Chúa tôi. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin ông đành tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và
Ngài Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Giờ đau thương Chúa Trời đã tắt hơi để cứu đời, lòng con xin quyết một lòng đóng đinh thân xác mình. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được thầy. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao Eva ở chốn khanh đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặn thương xem chúng con đêm sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời tiên chúng. Này con là đá, Sa-tan xưng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tâm gấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù.
Người cho an tâm quân thù. Kinh dâng gia đình cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, Chúa đã đặt trái tim mẹ làm gương mẫu cai tạo các gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tâm lòng quy hướng về cùng Chúa. Hôm nay con xin dâng cho trái tim mẹ trọn mình con, cả hồn xác con, cả cuộc sống con. Con cũng xin hiến dâng cho trái tim mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin mẹ hãy cải tạo trí ý tâm tình mọi người trong gia đình con, để gia đình con hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhất cùng nhau trong trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xua đuổi quỷ tham lam của cái lôi đừng công bằng ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con biết sống theo đừng công bằng và tuân giữ giới răn thứ bảy cho trọn vẹn. Xin mẹ hãy khử trừ thần ô uế cám dỗ phạm giới răn thứ sáu, để chúng con biết giữ hồn xác trong sạch, xứng đáng làm cho con yêu dấu mẹ. Đời này được ẩn nâu trong trái tim mẹ, đời sau cùng mẹ hát mừng yêu mến Chúa Ba Ngôi đời đời. Amen. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thấm ân tình, từng lời kinh xôn bên xin dâng về nữ vương hiền về. Khi đau thương âm đầy như vườn loang mau mồ hôi, như gai đâm như chịu nắng đòn, như khi nhận thâm tử y tế kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thấm ân tình, từng lời kinh xôn bên xin dâng về nữ vương hiền về. Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường, hồng thiên nhân ai ngàn hương, ngọc ngà khiên tình nêu gương tinh rồng, nêu côn ngoan thang dòng tuôn chảy. Cha đã ban đầy dạy nhưng không giang truyền ơn Chúa chi công, cho con hợp với công đoàn phung nhân. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.